Vâng, xin chào bác. Có mẫu ly rẻ tiền bán các bác đây. Bình thường nếu nó đẹp thì bán tầm 2 triệu 8, 3 triệu. Nhưng nó bị xít cái chỗ này, xước nên bán rẻ 2 triệu thôi. Âm ly số quang đánh 2 đôi loa chính AB, A cộng B. Trên âm ly có chỉnh bát chép cân loa đầy đủ, nghe dạng chỉnh cơ. Còn đây đường vào input, cắm đường nào bấm đường đấy. Để chế độ auto sẽ nhận cả đường quang và analog. Đây, input mode vào đây. 6 kênh input. Âm ly có cả radio thì nghe đài. Bán giá 2 triệu thôi, hàng bãi bảo hành chất lượng. Xứt mỗi chỗ này chắc chuột bên Nhật nó cắn đây. Bác nào khéo tay bả nó vào. Mang ra hàng xe máy nó bả. Đây, hai đường quang, một DVD, hai đường TV. Hai đường quang vào, tôi đang cắm đường analog. Đánh một đôi loa chính A, một đôi loa chính B. Số series 31SU. Công suất 190W, sản xuất tại Malaysia. Ngoài ra còn có đường loa phụ, loa center, loa surround, loa xúc điện để xem phim. Nhưng nghe nhạc thì chỉ cần đấu một đôi A hoặc hai đôi là A cộng B. 2,2 triệu đồng thôi. Hàng ship toàn quốc qua dịch vụ Viettel, phí vận chuyển 10 triệu. Tôi mở nhạc to mời các bác nghe. Triệu nghe quá chất lượng, hàng bãi điện 100V. Cửa hàng tôi bán tại tầng 36 tòa V3, chung cư Văn Phú Victoria, quận Hà Đông. Khách hàng có thể đến tận nơi xem hàng, mua hàng hoặc đặt tiền tôi gửi hàng đi. Đây, điểm trừ của nó là xứt đây, tôi đã trừ tiền vậy thôi. Còn 2 triệu thì chắc chả mỗi vi nào địch nổi con này. Thì tiếng rất khỏe luôn, lại có cả quang giải mã, nghe nhạc trên mạng. Xin chào, hẹn gặp lại.